Ngày 17 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Lê Ngọc Hùng và Đào Thị Phượng, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Tiên Lữ và Khoai Châu, Trần Thị Tố Uyên, đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác thuộc Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định, trong khi thực hiện nhiệm vụ, các đối tượng đã nhận tiền trái quy định của một cá nhân để cấp nhanh thông báo nộp tiền thuế sử dụng đất, các loại thông báo nộp thuế khác và xác định số tiền phải nộp thấp hơn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm nhanh thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất của một cá nhân.